Tại xưởng sản xuất linh vật đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, những con trâu cơ bản đã được chế tác tạo hình xong. Gia đình trâu ở cổng chính đường hoa đã được hoàn thành việc tô màu sắc, những con trâu khác cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Một nghệ nhân cho biết thiết kế năm nay có màu sắc sáng tạo, không tô mắt, thiết kế bằng ngôn ngữ mới thiên về tính tạo hình và kiến trúc. Hầu hết trâu được làm từ xốp dẻo, đúc nguyên con với con nhỏ và từng phần đầu thân với con lớn. Các công đoạn sơn trang trí đều được làm thủ công. Để tạo linh hồn cho trâu, đòi hỏi người điêu khắc làm sao cho trâu sinh động, có duyên và đây cũng là thao tác khó nhất trong công đoạn chế tác linh vật. Về cái truyền thống của Việt Nam mình đó, nó có chất liệu mà mây che lá hay là kết hợp với đường hoa. Để móp xốp là chỉ một cái vật chất liệu để tạo nên mô hình, để cho nó nhẹ và nó sắc sảo, nó có nhiều chi tiết đẹp. Cái chất liệu này á, thì nó dễ vỡ á, thì trước khi làm á, là mình phải bồi giải và mình chép mấy chiếc vô, thì nó sẽ bảo quản cho tới cũng được 2-3 tháng. Thì trong khi đường qua mình chỉ có 1 tháng thôi. Rồi có nhiều con trâu, thí dụ như trâu ở dưới nước, mình phải làm chất liệu để chống thấm. Cái màu sắc á, thì có nhiều loại, có thí dụ như sương nước. Sương nước, cái chất sương nước, cái loại tốt để mình tô điểm cho con trâu. Và có nhiều loại, thí dụ vật ni cũng như con trâu chính là làm vào bóng rồi cho cũng như nó sắc sảo, nó khác những cái chú trâu khác, cái cổng mở của mình. Tùy vào các tiểu cảnh, con trâu sẽ được đính kết các lớp trang trí khác nhau. Trong số 60 con trâu, có 2 con trâu đặc biệt được đính lá sen khô. Cái nhà thiết kế Arex thì có cái ý là năm nay thiết kế một đàn trâu. Trâu này là cái về nó tượng trưng cho con trâu phải sinh động, là khỏe khoắn. Khỏe khoắn và hiền lành để hợp với cái nét đồng quê của Việt Nam mình, cái nét văn hóa của Việt Nam nó hợp với cái đồng quê đó. Bên cái cổng chính cũng như bên cái lũy tre làng, nó hợp với cái đồng quê Việt Nam mình, gắn liền nó. Hiện tại các nghệ nhân đã hoàn thành 70% kế hoạch. Thời gian thi công trên đường Nguyễn Huệ sẽ kéo dài trong 15 ngày, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.